Xin chân thành cảm ơn Asus và MSI đã tài trợ cho chuyến đi Computex lần này. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở tại khách sạn Grand Hyatt, nơi đặt booth trải nghiệm của Corsair, và mình đang ngồi trong một căn phòng rất là đặc biệt ở đây. Các bạn thấy đặc điểm đặc biệt gì không? Thứ nhất là một chiếc màn hình rất là to, đây là một chiếc màn hình 80 inch, độ phân giải là 4K, và mọi thứ ở xung quanh mình đều là không dây, chuột không dây, bàn phím không dây, vỏ cây thì mình đặt ở kia, và mình có thể ngồi ở trên sofa chơi một cách rất là thoải mái. Đây có thể là một giải pháp chơi game ở gia đình cực kỳ ngon và đã luôn. Đây, chuột không dây thì Corsair đang sử dụng ở đây, đấy chính là chiếc Dark Core, và đây là phiên bản RGB, thế nên là có độ nhạy của nó, nãy giờ mình có thử thì khả năng phản hồi của nó rất là chính xác. Mặc dù là mình đang mỏ kề kia, mình ngồi ở đây, nhưng mà độ phản hồi của nó rất là chính xác. Kể cả bàn phím cũng vậy, đây chính là chiếc K63 Wireless, thì tốc độ phản hồi của nó rất là nhanh, mình cảm giác của nó là cực kỳ nhanh luôn. Và theo như quảng cáo của Corsair thì dung lượng pin của cả K63 và Dark Core đều cho thời lượng pin rất là tốt, thế nên là nó sẽ phục vụ rất là tốt nhu cầu của bạn khi mà các bạn chơi game ở trong gia đình hay là các thứ. Và chiếc vỏ cây ở phía kia thì Corsair đang sử dụng ở đây, đấy chính là chiếc Corsair One Elite. Về cấu hình thì các bạn hãy cứ yên tâm đi, bởi vì đây là cấu hình mới nhất của năm 2018, đó chính là Intel Core i7-8700K và GTX 1080 Ti. Thế nên là cân màn hình 4K đơn giản thôi, và ngồi ở một khoảng cách như thế này, nếu các bạn có chơi 4K, FPS của các bạn có thấp một chút thì nó cũng không đáng kể đâu, bởi vì các bạn chỉ cần khoảng tầm gần 60 FPS và ngồi ở khoảng cách như này, các bạn tựa vào đây, đấy, ngồi chơi, chuột bàn phím để ở chân, chơi cực kỳ đã. Mình thực sự rất là thích một không gian trải nghiệm game như thế này, bởi đấy là lý do mà mình thích những chiếc console hơn là những chiếc PC. Nhưng mà với Corsair, họ đã đưa ra được một giải pháp như thế này thì nó sẽ gần như là thay thế được một chiếc console ở trong gia đình của các bạn, chỉ có là chi phí của các bạn sẽ phải đầu tư nhiều hơn console một chút mà thôi. Nhưng mà với một chiếc PC, các bạn sẽ có thể xử lý được công việc, còn những chiếc console các bạn sẽ không thể nào mà xử lý được công việc. Với một chiếc PC nó đã làm được như thế này thì thực sự là Corsair đã thiết kế ra một không gian chơi game phải nói là hướng tới những game thủ mà thích chơi console và nhưng mà vẫn muốn chơi PC. Và đây chính là một không gian quá khủng, và mình yêu không gian này mất rồi. Xin chào các bạn, bên cạnh mình đây, đấy chính là hệ sinh thái LED RGB của Corsair. Tất cả mọi thứ các bạn sẽ có là LED RGB: bàn phím, chuột, pad chuột, tai nghe, quạt, RAM, tất cả mọi thứ ở trong hệ thống này đều LED RGB. Và làm sao để Corsair có thể sinh được có thể đồng bộ được tất cả mọi thứ này vào với nhau và đồng bộ một cách hoàn hảo nhất, thì Corsair đã cho ra phần mềm, đấy chính là phần mềm IQ. Phần mềm IQ sẽ giúp các bạn có thể đồng bộ tất cả mọi thứ, có thể tùy chỉnh được tất cả mọi thứ ở trong hệ thống LED RGB của bạn, ở trong hệ thống những linh kiện của Corsair nhá. Ở đây các bạn có thể sinh tất cả mọi thứ rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần một bấm, mình chuyển nó về Rainbow Way, Special Rainbow, hoặc là mình chỉ cần một nút nhấn thôi, đấy, nó về một màu. Rồi hoặc là mình có thể tùy chỉnh đơn giản ở trên này, đấy chính là mình chỉ cần một nút đỏ, cam, vàng, hoặc là đấy. Rồi không chỉ như thế mà Corsair còn cho chúng ta khả năng đấy chính là tùy chỉnh LED đến từng cái bóng LED một, từng cái LED ở trên bàn phím, từng cái LED ở trên quạt RGB, từng cái LED ở trên dây LED RGB. Thì ở đây ví dụ mình sẽ demo luôn ở ngay trên cái bàn phím K95 này. Đây chúng ta sẽ chỉnh về là Rainbow Way nhá. Nhưng mà mình sẽ chỉ chỉnh ở trên là K95 thôi, mình chỉ muốn cái hàng này sáng màu thôi, mình để như thế. Chỉ có hàng SC và F1, F2, F3 sáng. Hoặc là mình chỉ thích 4 phím này thôi. Đấy, chỉ có 4 phím này sáng. Hoặc là nếu mà mình tùy chỉnh với quạt thì mình sẽ vào phần đây, Lightning Channel 2. Đâu rồi, Channel 2. Rồi, mình sẽ 4 cái bóng ở đây, mình quên. Rồi, thêm một lớp hiệu ứng này. Rồi, mình sẽ chỉ để ở bên này, mình sẽ chỉ để 4 cái bóng LED ở giữa sáng. Rất hay đúng không? Hoặc là mình chỉ thích cái quạt ở phía sau sáng, đây chỉ mỗi cái này sáng. Hoặc là mình chỉ thích cái quạt đằng trên sáng, đấy chỉ mỗi quạt đằng trên sáng thôi. Hoặc là toàn bộ quạt đều sáng, rất là đơn giản đúng không? Cực kỳ đơn giản luôn. Với một hệ thống LED RGB như thế này thì Corsair còn mang đến chúng ta một tính năng nữa để chúng ta có thể tập trung hơn khi chúng ta nghe nhạc, xem phim. Đây chính là khi chúng ta mở video lên thì tất cả hệ thống LED RGB ở xung quanh nó sẽ tắt. Rất là hay đúng không? Video đang chạy, tất cả LED tắt, và mình tắt video thì mọi thứ sẽ sáng trở lại. Hoặc là khi các bạn chơi game, vì đây là mà thực ra với Corsair thì họ mới chỉ đồng bộ với cả một tựa game là Far Cry 5 mà thôi, và theo như Corsair thì trong tương lai họ sẽ đồng bộ với cả nhiều tựa game hơn nữa. Ở đây vào Far Cry 5 tất cả LED của các bạn sẽ được đồng bộ vào với nhau. Ví dụ như là khi mình vào game Far Cry 5 nhá, ở đầu game thì tất cả mọi thứ này sẽ đổi màu là đỏ, trắng và xanh để nó tạo thành cái màu của là màu cờ Mỹ ở đây. Far Cry 5 màu cờ Mỹ đúng không? Thì tất cả mọi thứ ở trên LED RGB nó sẽ đồng bộ lại. Đây, nó đã đổi rồi. Đấy, xanh, trắng và đỏ.
rất là hay đúng không? Và khi vào game ấy, lúc mà các bạn nhảy xuống nước, ở đây mình sẽ chờ một chút để vào game thì mình sẽ demo cho các bạn xem. Đây. Ví dụ như là mình đang ở trên bờ đúng không? Thì LED của nó sẽ là thứ nhất, bên này sẽ là màu xanh để thể hiện cho nền trời. Và phần dưới này, đây chính là đất, thì nó sẽ là màu xanh là cây. Và khi mình xuống nước, đây ví dụ như thế này, lúc mà mình xuống nước, đây, đấy, nó sẽ đổi màu thành như thế này, để có thể cho chúng ta cảm giác đấy chính là chúng ta đang ở dưới nước. Hoặc là khi chúng ta vào những đám cháy hoặc là gì đấy thì nó sẽ đổi thành màu đỏ các thứ, thì các bạn sẽ cảm giác là nó sẽ đồng bộ hơn rất là nhiều. Tiếp tục với Corsair sẽ còn có một tính năng nữa, chưa hết đâu, đấy chính là dashboard. Nó cho các bạn thấy rất là nhiều thông tin ở bên trên như thế này. Các bạn sẽ có nhiệt độ, tốc độ quạt, vco, tất cả mọi thứ. Rồi nó nhìn bé thì các bạn có thể phóng to nó ra, hoặc là các bạn có thể thu nhỏ nó vào. Rồi nhìn như thế này thì nó to quá, thì các bạn có thể mở nó ở chỉ một bên thôi. Đây, nó chỉ hiển thị một bên như này thôi. Và ở đây thì các bạn vẫn có thể phóng to, thu nhỏ như thế này, rất là đơn giản. Ở đây thì các bạn thấy là phần mềm rất là thông minh đúng không? Mình có thể mở lại đây, IQ của Corsair các bạn có thể tải từ trang chủ của Corsair về. Và các bạn thấy là các bạn có thể sync tất cả mọi thứ vào với nhau, LED đồng bộ, quá là đồng bộ ở đây, tất cả mọi thứ đang đồng bộ với nhau ở đây, rất là đẹp đúng không? Và các bạn ý kiến như thế nào về phần mềm cực kỳ chất này của Corsair hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ đi trải nghiệm những sản phẩm khác.